Bước qua tuổi 30, phụ nữ có những biến đổi về thể chất và tâm sinh lý khiến họ không khỏi băn khoăn về đời sống vợ chồng, giấc ngủ, làn da. Tìm hiểu từ căn nguyên, khoa học đã chỉ ra rằng suy giảm nội tiết tố chính là nguyên nhân dẫn đến những biến đổi của phụ nữ sau tuổi 30. Suy giảm nội tiết tố nữ sau tuổi 30 gây khô hạn, giảm ham muốn, ảnh hưởng không nhỏ tới hạnh phúc vợ chồng. Suy giảm nội tiết tố nữ gây bốc hỏa, đau đầu, mất ngủ, ngủ không sâu giấc. Suy giảm nội tiết tố nữ gây nhăn da, khô da, sạm da, khiến phụ nữ thiếu tự tin. Viên uống hoa thiên với tinh chất mầm đầu tương, collagen, L-cysteine cùng các dược liệu quý giúp cân bằng nội tiết tố nữ. Viên uống hoa thiên giảm khô hạn, tăng ham muốn, cho đời sống vợ chồng thêm mặn nồng. Viên uống hoa thiên cân bằng nội tiết tố nữ, cải thiện tình trạng đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, ngủ không sâu giấc. Viên uống hoa thiên cân bằng nội tiết tố nữ, khắc phục tình trạng da nhăn, khô, sạm, cho làn da căng mịn, trắng sáng. Viên uống hoa thiên cân bằng nội tiết, bí quyết trẻ đẹp.